Đô la. Bao gì? Dừng xe lại. Trời, tiểu thư ơi, nguy rồi tiểu thư. Dạ, có lẽ mình gặp cướp. Tôi cứ ẩn mặt trong xe thì hơn. Nàng này đi theo bên xe chắc là tỳ nữ. Còn ai trong đó? Sao không xuống đây nghênh tiếp bản đại dương? Dạ, bẩm đại dương, chủ tôi đang bệnh mê man nên đành cam thất lễ. Bệnh à? Đã gặp phong lai chạy chủ sơn đài, thì dù đang hấp hối hồi dương quỳ đón tiếp. Chán ra, để cho ta tự mở rèm xem thử. Đẹp đẹp vô cùng, thật đúng là một giai nhân lãng nhàn trầm ngư, quá phong thư mỹ mạo khác thường. Có lẽ nàng là tiểu thơ quý khách, xứng đáng làm dương nữ của phòng lại. Nào bây giờ nàng hãy theo ta. Dạ xin đại dương, đừng động đến tiểu thơ tôi, cứ cho người phải kiếp đảm tinh tâm. Lúc là mày hưởng lạc thú ả nước đi, con nàng gì sẽ là áp trại phu nhân ta. Kêu cứu bất công, giữa núi rừng này ta là bá chủ. Ai đi với ta? Bá gì ta? Tiểu thư, dừng lại. Bỏ ta đi, đừng dở thói con đồ. Nhà ngươi muốn sống, đừng xen vào việc của ta làm. Một tiểu thơ khuê cát đứng trước một lũ hung đồ, ta không thể nào mắt lấp tai ngơ. Ách giữa đàn muốn mang vào cổ à? Lô la! Giết! Tiểu thơ Kim Liên, ta còn sống sao? Còn bọn cướp? Dạ lớp chết, lớp bỏ chạy. Còn tên tướng cướp Phong Lai thì bị tráng sĩ này giết để cứu mạng cô cháu mình đó. Vàng tà tráng sĩ, thưa ân nhân, tiền nữ không biết nói sao cho rõ lòng hết ý nghĩa trọng thâm ân của tráng sĩ. Vì cứu mạng dĩ như đã tái sinh, không có ân nhân là tiệc nước chết rồi. Hai ít ra tiết sạch cũng bỡ ngỡ, biết ly gì đền đáp cho xứng đây. Xin ân nhân nhận cho một lại. Dạ khoan, tiểu thơ đừng làm vậy không nên. Bổn phận làm trai gặp chuyện bất bình, lẽ nào tôi ngoảnh mặt làm ngơ? Tiểu thơ ở đâu, tên họ là gì, đến nơi này mà làm chi? Dạ cô tôi Nguyệt Nga, một tiểu thơ quê cát, quê ở Tây Xuyên, con của ngài tri phủ. Vì ông tôi trấn nhậm ở Hà Khê, vừa viết thơ gửi về nhà, gọi cô tôi đến đó. Dạ tôi vội vã đi, giữa đường lại gặp hiểm nguy. Còn cô tên gì mà tôi chưa biết được? Dạ tôi là Tỷ Tích, tên gọi Kim Liên. Theo hầu cô tôi cho có bạn đi đường, xin ân nhân cho biết quy danh. Dạ quê của tôi ở quận Đông Thành, tôi tên là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên.
thưa ân nhân, Nguyệt Nga này xin trân trọng rước ân nhân đến Hà Khê để phụ thân có dịp đền ơn đáp nghĩa. Dạ, thưa tiểu thơ. Dạ. Đừng bận tâm nhiều về ân nghĩa, trên đường qua cứ ứng thì nghĩa nặng ơn sâu có xá chi, xin đừng để lòng nghĩ suy. Dân, tiền nữ xin ghi mấy lời vàng của công tử. Thì thôi, bước qua tiên ghi vài lời ước vọng, tiếp xin kính dân ai như gửi nỗi niềm riêng. Bèo nước ai xuôi gặp gỡ chi, ơn kia nghĩa nọ ngút trời sông. Tâm tư gửi trọn tình nhi nữ, trọn kiếp theo ai ủ mong đồng. Đã di mây bèo gặp gỡ nhau, cuộc đời tan từ cỏ nợ nước thân trai quằn nặng gánh, đâu dám cùng ai ô mộng đâu. Gửi lại ai bài thơ quả giận và xin giả biệt. Tử đã đi xa rồi, xin tiểu thơ hãy kiếp lên xe, vì đường từ đây tới Hà Khê còn xa lắm. Tiên lục chân tiên chàng đi tiểu thơ. Sớm quá mà sao nàng ở đây, lỡ nhiễm sương gió rồi. Thiếp trộm nghe chàng sắp rủi vong nên đến đây để tỏ chút lòng đưa tiễn, nhưng thiếp thẹn. Có gì đâu phải thẹn, lo muội à. Đôi ta cớ thành tơ thắm chi hồng,
rượu nồng dù chưa thấm môi ai. Tờ duyên đinh ước đã do cha mẹ xin kiêu thơ, chớ nên bận. Lòng ước mong ao gấm rỡ ràng, về lại Đông Thành vui và mẹ cha, ta cùng nhau nâng rượu giáo bối hôm nào, khắp cả xóm thôn đón mừng tràn nguyên. Xa ước thương sống tiếp tiền trang, đời chàng trở về áo máu vinh sao, kia dân dương đang nhìn ta mỉm cười, mơ kiều hoa đón em theo cùng. Tiểu Đồng, chuyện gì đó Tiểu Đồng? Cậu ơi, nguy rồi cậu ơi. Chuyện gì mà nguy? Thơ nè, cậu xem đi rồi sẽ rõ. Hả? Mẹ! Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Lục Quynh, có chuyện gì vậy? Thế nào, mẹ nó mất. Không phải, mẹ nó chết. Gì cũng cãi. Lục Quynh, mẹ... Mẹ ơi con bất hiếu là lục dân thiên, mẹ đã lìa bỏ cõi trần mà con không được bên chân. Nơi cơ tạo lá lai thọ tang mẹ mà huynh phải lỡ qua kỳ, nhưng huynh hãy vào ứng thi. Tôi phải về quê để cứu tang. Lục huynh Tiểu Đồng, Đồng ơi thầy tớ lên đường, mẹ ơi lòng con trẻ quá đau thương. Mình yeah. Trời ơi thật là rối quá mà, vừa đi thi là có chuyện buồn rồi. Nếu mà đi thi kỳ này chắc Lục Huynh đậu cao lắm. Không, tôi không cần thi cử gì nữa cả. Tôi mới về quê tang cho mẹ. Mẹ ơi, Lục Huynh, xin Lục Huynh cố nén bi thương. Dù sao thì lệnh bá mẫu cũng đã quy tiên rồi, anh quá đau khổ rồi mang thêm bệnh tình. Đang lý ra tình bằng hữu, tôi phải về cùng anh để thọ tang cho bá mẫu. Nhưng kỳ thi đã sắp đến, nếu để trễ thì gia phụ sẽ phiền lòng. Lục Huynh, tiểu đệ đành tiễn Lục Huynh một vài dặm đường, rồi đệ phải lên đường ứng thi. Tôi nghiệp quá, xin giả từ các vị. Dạ, Lục Huynh. Đi Tiểu Đồng. Thầy huynh mà cõi lòng tôi tan nát hết. Tôi nghiệp quá. Tạm biệt. Ông Trang. À, gì vậy? Đi xa rồi khóc hoài à. Ủa đi xa rồi hả? Vậy là mình khỏe quá rồi, rồi. Kỳ thi này không có lục dân tiên, thật là trời phù hộ cho anh em mình mà. Vậy thì mình đi thi trước. Đậu trước
vinh quy bái tổ trước. Thầy chạy thuốc hết cái tiền mà bệnh vẫn còn. Coi bộ cậu đi hết muốn nổi rồi đó cậu. Tiểu Đồng ơi, ta mệt lắm rồi. Để Đồng chạy đi kiếm nước và hỏi nhà cho cậu vô nghỉ. Chừng nào cậu khỏe sẽ đi nữa. Cậu ngồi đó nghe cậu. Đồng đi à cậu. Tiểu Đồng à, tội nghiệp một đứa gia đồng trung nghĩa. Mẹ ơi, linh hồn mẹ có linh thiêng, hãy phò hộ cho con khỏe mạnh, để con về quê lo cư tang báo hiếu, quay thỏa lòng con. Trời ơi, sao bỗng nhiên trời sụp tối như thế này? Hay là trời ơi mẹ, mẹ ơi đôi mắt con đã mù, khi con chưa về tới quê nhà báo hiếu cho mẹ già. Ôi chua xót nào hơn, đau yêu giữa rừng hoang, tiền mất tật thêm mang, không biết đến bao giờ con về tới quê hương. Cậu chớ quá bi quan, mà nên tin ở sức người, nên giữ vững tinh thần, vượt hết mọi khó khăn. Cánh núi ngăn sông chớ không ngăn nỗi tức lòng, bên cậu đã có đồng thầy tớ dắt dìu. Tiểu Đồng ơi, ta khổ lắm. Cậu đừng than khổ nữa, mà dạ tớ cũng mềm theo. Nước nè, cậu uống cho đỡ khát, để lấy sức mà đi nữa. Lục công tử, Lục công tử, hãy đợi lão với. Ai vậy Đồng? Ông quán đó cậu. Lục công tử, chẳng hay lão trưởng có điều chi dạy bảo? Lão thương một nhân tài gặp phải tai ương, nên vội vã đuổi theo để trao ba quần thuốc cho hiền nhân đã lỡ bước công danh, để ngày sau lỡ lâm cơn bùng nguy, do hoạn nạn thuốc thần làm no bụng, tạm đổi ơn dài số trời đã an bài. Thank you.
Trịnh Hâm. Sao? Sao cậu dẫn tôi vô rừng rồi chói tôi ở đây? Trước cho hùm cọp ăn mày, hại tiên thì phải dùng mưu này mới xong. Trời ơi, Trịnh Hâm, tên ác nhân sát đức, bà sẽ giận hồng mày. Cậu ơi, chắc con chết trước cậu rồi cậu ơi. Cậu ơi cậu. Thôi rồi, không mong cầu cháu ta luôn ở bên nhau, vui buồn ta cùng sớ chia cùng nhau. Con đã xa trong vòng tay kẻ thù. Cậu ơi. Ôi, nài canh biệt lẽ chia, con xót đau khi chia lìa kêu trời nhưng trời cao. Cậu sắp nên rời nơi nguy hiểm, đừng chờ con. Ôi xót xa những tình khi đó, con người bạc đen. Cậu ơi cậu. Đi lâu quá vậy ta. Ai? Ai đó? Dạ dạ lệ, đây là Trịnh Hâm đây. Trịnh huynh đó hả? Dạ dạ. Muốn có thuyền cho Trịnh huynh? Dạ có thuyền rồi. Có rồi à? Dạ. May quá. Ủa? Còn thằng Tiểu Đồng của tôi, nó đâu rồi? Lục huynh ơi, thằng Tiểu Đồng. Tiểu Đồng tôi đâu rồi? Lục huynh ơi, thằng Tiểu Đồng nó bị cướp ăn mất xác rồi. Tiểu Đồng ơi, tấm thân đuôi tối, ta nhờ ngươi đưa ta về thọ tang từ mau. Nhưng nửa đường ngươi đã dòng thân vì mạnh hộ, thì số kiếp gian truân ta phải đeo mang cho đến bao lâu. Đường dài thăm thăm đồng đã ra đi không một lời từ ta, bóng tối âm u làm sao ta về tới Đông Thành. Đồng ơi, giờ đây ai đưa ta trở lại quê nhà? Lục huynh, Lục huynh ơi, sẵn thuyền để sẽ đưa huynh về Đông Thành quân, để tỏ chút tình bằng hữu chi giao. Cảm tạ ơn ai nghĩa trước tình sau ân nghĩa kia, tôi xin ghi mãi đến trọn đời. Từng bước ngập ngừng dòng lệ tuôn rơi, giọt lạnh chảy xuôi theo mái chèo khua trên sông nước. Lục huynh ơi, để khuyên Lục huynh đừng có khóc nữa mà. Lục huynh, bây giờ Lục huynh nó xuống thuyền nghe Lục huynh. Coi chừng té đó Lục huynh. Ngồi xuống đây đi Lục huynh. Thuyền sẽ về đâu, trời dằn xa nữa tiệm giang. Ngồi vừa bé thuyền mà than thở giữa đêm khuya. Mẹ ơi ô hiền, đôi nơi con kẻ cam lỡ bề danh phận lại không tròn chữ hiếu. Thương khóc mẹ con mù đôi mắt, mà nỡ quán khiên còn theo con không biết đến bao giờ. Tiểu Đồng ơi, thương biết mấy người tớ gia tình chung đã lo cho ta trong cơn bình hoàng. Giờ đây Đồng đã đi rồi, không biết bao giờ thầy tớ được qua. Tiểu Đồng ơi, Tiểu Đồng. Lục Dân Tiên, vì mi mà võ thể loan chê ta,
rồi cũng chính mi lại hạ nhục ta ở trong quán. Thù này ta phải trả, mi đừng trách ta nhé. Lục huynh, Lục huynh ơi, Lục huynh đừng có khóc nữa mà Lục huynh. Lục huynh ra đây nè, ngồi nó mát lắm Lục huynh. Ngồi xuống đi Lục huynh, ra đây để nói nghe nè. Nói nghe nè. Bơ người ta, anh Lục Chân Tiên đã té xuống sông sâu chết rồi. Bơ người ta, bơ. Chỉ có một mình ta, không ai hay biết. Như vậy thì kể từ nay Võ Thể Loan sẽ thuộc về ta. Võ Thể Loan sẽ thuộc về Trịnh Nam đây. Lão chiều công tử nên lão đưa đến tận đây đó. Nhưng lão muốn nhắc lại câu lão khuyên khi nãy, là đạo rễ con cũng như sợi chỉ mà lòn trôn kim. Sợ bay mà mỏi mòn sức chim, bơ vơ cảnh lạ khôn tìm cây xưa. Có ai ở trong nhà đó không? Ai vậy? Kìa, hiền tế. Dạ, đây là công tử Lục Vân Tiên đó. Hiền tế của ngài, người bị nạn sắp chết đuối giữa sông sâu, tôi vớt lên xin giao cho ngài săn sóc. Cảm ơn ngư phụ, xin hẹn sẽ đền đáp ơn này. Ôi, ở đời tôi chỉ quý nghĩa nhân chứ không có cần tiền bạc. Xin cáo từ gia chủ. Dạ, xin đa tạ ngư phụ. Lục hiền tế, hãy vào theo lão vào trong thay đổi xi mi, cơm nước xong cho nó lòng rồi sẽ nói chuyện sau. Đội ơn nhạc phụ. Bây giờ bà và con tính sao đây? Lo chạy thầy chạy thuốc cho nó chứ. Sao? Ông nói sao? Hả? Chạy thuốc cho nó hả? Trời ơi, khi không cái đứa cái thứ đuôi mù vô nhà, ông muốn con mình nó đi xin ăn phải không? Bà và con hãy nghe nè. Nghe cái gì? Hồi nãy có một lão chài khốn khổ đưa thằng Vân Tiên vào đá đuôi mù. Trước mặt người ta tôi vẫn ngọt ngào gọi nó là để con. Nhưng ta thấy con ta vô duyên sâu hổ vô cùng. Bà và con nghĩ sao hãy phân tường trong tường. Ôi con đụng tâm chi nữa. Thằng ta như vậy mà có để đuôi mù hả? Dạ, con có nhất định không bằng lòng. Ai là đem người ngọc đi giữa kề với kẻ thất ngu. Chúng ta bỏ xa cũng bật danh nho với vàng dương tử trực. Đã đổ cao trong hội thi kỳ này. Để cha con dụ bỏ nó vào hang thương đồng. Còn thằng con điểm phấn trang hồng để đốt tân khoa cho con. Dạ. Mẹ con bà hãy chuẩn bị rước tân khoa. Còn phần tôi đưa Vân Tiên vào hang thương tầm, cho nó gặp cọp beo mà báo hiếu. Gia nhân. Dạ. Đưa Lục công tử ra đây. Ồ, kìa, Nghĩa Tế đã dùng cơm chưa? Dạ xong rồi nhạc gia. Bây giờ Nghĩa Tế hãy theo ta. Ta sẽ đưa Nghĩa Tế về Đông Thành quận. Dạ đội ơn nhạc gia. Võ công làm việc trớ trêu, dứt tình họ Lục mất tình họ Dương. Thương người phúc hậu hiền lương, tội chi phải trăm đường khổ. Nhạc phụ ơi, nhạc phụ đi mau trở lại nha nhạc phụ. Nhạc phụ ơi. Ủa sao lâu vậy cả? Còn đấy là đâu? Trời ơi, không lẽ, mẹ ơi, không lẽ con phải chịu cho tức tưởi như thế này hay sao? Mẹ,
hãy làm ơn làm phước cứu giùm tôi. Thương hài lão đi ngang hang Thương Tầm này đâu có thấy bóng dáng gì đâu, không lẽ trong hang Thương Tầm này lại có ma? Nhưng mà lỡ người ta thì sao? Có ai làm ơn cứu giùm tôi? Kìa, người ta ai? Ai đó cứu giùm tôi? Cô lão đây yên chi, cô lão đây. Nước, cho tôi xin miếng nước, tôi khát nước lắm. Nè, nước nè, uống đi rồi kể cho lão nghe tại sao phải lạc vào trong hang Thương Tầm đến nông nỗi này. Dạ, Lục Vân Tiên muốn vàng, đội ơn lão trưởng. Nè, nước nè, uống nữa đi. Uống xong đi rồi lão la sức cổng tiên về nhà. Lão trưởng ơi, lão trưởng nói ai là tiên? Cái thằng tiểu tử này nó xưng nó là Lục Vân Tiên đó. Hả? Lục Vân Tiên? Trời, trời, đúng rồi, Lục đại ca, đại ca. Trời, đại ca ơi, tại sao đại ca lại đến nông nỗi này? Ai đây? Đệ đây, đệ là Hân Minh đây đại ca. Hân Minh? Tiền đệ. Đại ca. Tiền đệ. Đại ca. Tiền đệ không đi thi sao? Đại ca. Vân Tiên ơi, đệ vốn chẳng may. Ngày xưa mắt phải ăn đại đốn đi, dám đâu bày mặt ra thi. Thôi thì đành gửi trọn đời vào kệ kinh chuông mò, dầu lòng để chẳng muốn quy y. Kinh kệ nâu sòng vui chôn chi cả nam nhi trên đường quan lộ, để đành lỡ bước công danh. Ta cầu nguyện ơn trên, ban phước cho đệ đắc lộ khoa này, rồi sau đó sẽ tấu lên cùng Chúa Thượng. Ban xá tội cho em chuộc lỗi anh hùng. Vân Tiên ơi, nhớ ngày tiện đưa anh trở lại Trường An, sao lòng em nghe nỗi buồn vương theo dấu ngựa, còn em thì mang án sát nhân phải tìm đến cửa thiền môn trong sầu. Cuộc đời em vào kể kinh chuông mò, Vân Tiên ơi anh ơi, những buổi chiều về nhìn lá rụng mưa rơi, mà em tưởng chừng như dòng lệ đắng cay trào dâng lên khoe mắt một anh hùng. Mong lớn dù chung không thể vây vùng, em bẻ chân con quan chi quyền là để từ cho dân lành một tên bạo ác vô nhân. 3 năm trời sống trong kiếp tù nhân, đêm ngày tháng trôi qua hận buồn như tan tóc. Chi lớn chôn quên để buồn thân cô độc, sương gió lạnh lùng làm xét rỉ gươm thiền. Tiên ơi cầm tay anh, em nghiện lời đau xót, chuyện cơ nào anh lâm cảnh tôi tâm, và tại sao anh lưu lạc chốn này? Quân đôi sách phải nhờ tay lão trưởng. Hiền đệ ơi,
lời tâm sự, vì càng nói thêm nhiều thì càng thẹn tuổi mà thôi. Ngày anh xuống trường thi, anh hay tinh thân mẫu lìa trần, anh phải trở về quê để cư tăng đại yêu. Vì thương khóc mẹ nên anh lâm vào dòng đuôi tôi, còn có một tiểu đồng thì cũng bị hại bởi ga trình hầm. Hắn lừa anh vào giữa đêm khuya, tôi tìm cách xô anh xuống sông sâu, thì may nhờ có dao long đến cứu. Lão ngư phụ đưa anh đến gia đình họ Võ, nhưng khi tới tận nơi anh rõ được tình người. Trịnh Hâm, Trịnh Hâm, Trịnh Hâm, rồi mày sẽ biết tại tao. Anh đến gia đình họ Võ, rồi hắn đuổi xô anh à? Anh tưởng hắn ta còn nghĩ đến nghĩa thông gia nên mới nhờ lão ngư ông đưa đến. Không ngờ hắn biết anh mù đôi mắt, rồi tìm cách bỏ anh vào tận chốn hang sâu. Nếu không nhờ lão ông đây thì anh đã chết vì đói rồi. Trời ơi, thật là một bọn người tán tận lương tâm. Dạ, xin dâng hai lạy này đền ơn cứu mạng đại ca, và xin lão trưởng nhận hai lạng bạc này gọi là chút tình sơ ngộ. Không, trang sĩ chưa làm như thế. Việc cứu tiên là bổn phận của tình người. Phần lão đã đánh xa dòng danh lợi từ lâu, đừng đem bạc tiền mà làm bận lòng của lão. Bây giờ lão xin từ giả lên rừng đốt củi. Còn phần cháu thì cháu cõng anh cháu vào chùa để tìm thầy chạy thuốc. Đem nó về chùa mà chạy chữa thuốc thang đi nha. Dạ, đội ơn lão trường, xin kiếu từ lão trường. Cháu đi đi cháu. Thật là tội nghiệp. Dùng lời minh định bao đưa con gái đẹp giao hòa mới xong. Tất cả hãy nghe chiếu chỉ của nhà vua. Chúa thượng vạn vạn tuế. Vì giặc phiên xâm lấn biên cương, triều đình không phương đương cự, muốn bảo vệ an lành cho chúng dân và lãnh thổ, Kiều Nguyệt Nga ái nữ của Kiều Công dâng lệnh vua cống hồ sang phiên quốc. Truyền bảo quan thái mặt trận tiễn hành anh thứ hy sinh giúp nước, và phải lo mọi nghi lễ hoàng gia cho rực rỡ tôn nghiêm. Trẫm sắc phong Kiều Công chức thái khanh để an hưởng tuổi già. Khâm thử. Chúa thượng vạn vạn tuế. Hy sinh giúp nước, dám hỏi tiên quân, triều đình ta binh hùng tướng mạnh, tại sao không thể biểu dương quy vũ trong giặc biên thùy mà lại giao gánh nặng cho một nữ nhi? Thưa lão thái khanh, tiện chức chỉ là một hạ quan, chỉ biết tuân theo lệnh của triều đình, chẳng dám hoài nghi chấp đến hay phẩm bình. Chỉ nghe rằng khi thấy giặc thiên thùng mạnh, ngài tái sinh liền tâu với đức vua, phải dụng kế mưu để đẩy lui quân giặc, cho sợ ban khỏi tốn hao binh lực. Đức vua liền áp dụng kế miễn nhân, thì ra kẻ bất tài được tác dụng muốn tỏ khả năng chỉ một lời an thiên hạ, giao trách nhiệm cho một cô gái nhỏ để họ an nhàn hưởng lập cả quyền to. Bởi đức vua không biết chọn hiện tài, lại tin dùng lũ đó cho mất lòng dân. Xin lão thái khanh chớ nói nặng lời,
sự thật, Bích Ngọc Quả sẽ đến hoàng gia. Nước sắp bắt nhà sắp tan, vì một lũ quyền thần thì còn sợ gì nữa mà không ngoài ra chứ. Ta biết đấy là mưu mô của gã thái sư, vì lão hận Vũ Cầu Hôn thất bại mà ám hại cha con ta. Cha, từ nay nơi phía trời xa, con chỉ biết gửi tình theo cánh nhạn. Thề tái lòng vì phúng tư ly, con sẽ chuông thân nơi xứ người. Xa cố hương, xa bao tình thương, như cánh hoa bèo sóng xô dập vùi. Và lòng già em con xa xôi ngàn dặm cuối trời, thôi hết mong chi ngày tương phùng. Người đi ngoài thiên lý như vấn dương, nghĩa ân lôi thuyền ra khơi. Cha, Nguyệt Nha con. Cha, mười ngày thuyền đến biển đông, mênh mông trời về mịt mùng sóng. Chẳng biết đêm nào bóng trăng dần dập, bóng sao mờ mờ. Trên trời lặng lẽ như tơ, nguyệt nha thank you.
nào có chi đâu. Giữa đêm khuya dài mang bưng quà là quyết chung thủy với chồng. Và thề trọn kiếp chẳng xa nhau. Tướng giật mình thấy ghét. Kiệm đây, Kiệm tìm Nga đây. Dạ, kính chào Bùi công tử. Lễ phép nữa rồi, mày đặt lễ phép rồi. Đừng lên đi, đừng khép nép, đừng giữ lễ mà mất cả thâm tình. Thưa công tử, có việc chi cần mà phải tìm tôi giữa đêm tăm tối? Có gì cần đâu, Kiệm muốn chăm sóc cho Nga mà. Coi đêm tối Nga ngủ có giật mình không vậy mà. Thưa công tử, tôi về tá túc từ đó đến nay cũng đã lâu rồi, nhưng tôi phải thao thức hàng đêm chứ đâu có ngủ được. Thức hoài không ngủ sao vậy Nga em? Tại vì ai? Tại vì ai mà em không ngủ được? Tại ai? Tại công tử chứ tại ai? Tại tôi, tại Kiệm. Tại Kiệm mà Nga ngủ không được. Tôi đâu có ngờ. Xin công tử đừng hiểu lầm ý tôi. Hả? Tôi muốn nói nơi đây là chốn quy phòng mà công tử cứ theo rình mò suốt đêm ngoài cửa, nên tôi sợ mà không ngủ được. Đừng sợ, cứ tự nhiên ngủ. Bằng tay ghét mình, lại đây với Kiệm, lại đây. Công tử, công tử đứng im. Công tử, xin công tử đừng quên, tiên nữ là cô gái bị chìm thuyền, thân lạc loài tứ cố vô thân. Mai nhờ Bùi ông cứu vớt thương tình, và người mối nhận tôi như dưỡng nữ mình linh. Nè, bên ngoài là anh em, bên trong là tình nghĩa vợ chồng. Như vậy càng thêm mặn nồng, có gì không ổn đâu Nga. Chồng tôi là Lục Vân Tiên, cùng công tử kết nghĩa kim bằng. Ta nghe tin đã chết rồi, tôi mới phụng thờ khói hương. Và thề dứa dạ trung trinh, cùng bước qua chồng tôi sống chết trọn đời. Nghe qua khá nực cười, sao lại phi hoài tuổi xuân. Người ta không lấy người ta, lại đi ôm bức quả làm chồng, thay chăn gió hậu thời đường. Vậy trong lúc già tám tư khi trẻ, không bỏ một ngày quan phi, chính chuyên ai chắc rết chết cũng ra ma. Thôi nàng hãy cùng ta gả nghĩa tình phu thê. Kiệm yêu Nga mà, thương Nga nhiều lắm á. Lại đây với Kiệm đi. Công tử, lại đây đi. Công tử làm gì thấy sợ quá vậy? Ôi, người ta vô ma sao sợ. Nó thương mà sợ gì, tôi ghét rồi à. Nè, lại đây. Lòn qua nữa trời, chạy qua nữa. Nè, đừng có chạy nữa nha. Nga không chịu thì Nga đi tới đâu, Kiệm cũng đi tới bước đường cùng. Đứng lại. Gì vậy? Nếu công tử bước tới, tôi sẽ liều mình tự tiết.
Nga ơi, Nga ơi, nàng đừng vội quyên sinh cho đời xứng nữ. Nhan sắc nàng cá lặng chim xa ma phấn môi hồng. Tôi quý tôi yêu tôi thờ phượng trong lòng. Nàng làng Nga nơi thượng giới bị đọa đài nên lạc xuống trần gian. Còn tôi là kẻ phàm phu những kiếp trước có căn tu nên gặp được nàng. Kẻ người hồ chung một gia trang, nếu chẳng nợ duyên thì trời xui chi gặp giờ. Cảm ơn công tử, nhưng tôi đã có chồng. Nàng nói chồng nàng là dân tiên đã chết, không lẽ nàng đợi cho đến ngày tóc bạc răng long hay sao? Con gái tùng phú không phép lấy hai chồng, công tử đừng nói gì thêm nữa. Tôi nói anh dân tiên đã chết, nàng lấy chồng thì đâu có gì lỗi đạo nhân luôn. Nếu nàng thuận ân, ta sẽ đủ lễ cưới xin, và ta sẽ bảo với cha ta vật bò heo sắm xanh sáu lễ, dòng họ Bùi danh gia quyền quý. Nàng ưng ta thì có chi xấu hổ đâu. Ta nói thiệt, ta đã gian xin khẩn cầu tha thiết. Nếu nàng cứ khăng khăng từ chối thì nàng đi đến đâu ta cũng theo cho đến bước đường cùng. Công tử nói hết lời tôi cũng khó từ nan, xin cho thi 7 ngày để làm trai siêu độ, để an ủi vong linh người chồng xấu số. Nếu không thà chết cho rạng danh. Ý, đừng chết, trời ơi chết chi uổng. Ưng ta là được rồi. Nè, 7 ngày đâu có bao nhiêu đâu, phải không nghe em? Công tử, vậy công tử hãy cho Bùi lão gia hay, tôi đi chợ mua nhang đèn, rồi vậy mình sẽ nói chuyện sau. Mà tôi báo cho công tử hay trước, nếu công tử còn rình rập nữa là tôi hủy lời hứa thì đừng có trách tôi. Rồi rồi, ta hứa ta không bao giờ rình mò nữa. Thôi ta về nha. Nhớ nha, 7 ngày thôi nha. Thằng Nga ơi, không ấy 5 ngày được không? Công tử, nếu công tử không chịu thì... Tôi chịu, trời chưa gì cái giận nữa rồi, cái mặt giận thấy ghét rồi, quỷ. 7 ngày thôi hả? Cha ơi, 7 ngày nữa con sẽ có vợ. Nàng ân đùm bọc cứu mang, cảnh tình khó xử vàng toàn. Ước thang gửi lại tạ ơn, nguyệt nga ôm bức tranh chồng ra đi. Nga em, Nga ơi, em đi chợ mua nhang đèn về chưa Nga em? Nga! Ủa? Bức họa đây nó mất rồi kìa. Nga ơi! Nga! Ý! Nàng viết thư nói gì đây kìa? Để ta đọc coi. Kính gửi Bùi lão gia. Tiền nữ Nguyệt Nga xin có mấy lời từ biệt. Trước hết là chịu lỗi cùng lão gia vì đã đột ngột bỏ ra đi. Thưa lão gia, ơn cứu tử là ơn tái tạo, nhưng tiền nữ trách lão gia không giữ cho ơn nghĩa được vẹn toàn. Cũng là dòng lễ giáo danh môn mà những túng cho công tử Bùi Kiếm làm những điều sằng bậy, nghe giảng dở người, áp bức gái bơ vơ. Tiện nữ muốn giữ tròn tiết giá, một lần nữa
lại phải ra đi. Xin lão gia sửa lại đảo nhà, đừng để môn tộc khỏi bị nhục nhơ vì tái công tử. Tử bất giao, phụ chi quá. Học đạo thanh hiền, có lẽ lão gia còn nhớ rõ. Kính bái người Nga. Trời ơi, nàng bỏ tay nàng đi, nàng đi mà nàng còn chửi ta nữa. Trời, ta tức quá. Nguyệt Nga, Nguyệt Nga. Nghe đây, ngươi đã biết quân của ta hàng hàng lớp lớp, chống lại ta e rằng khó sống. Đầu hàng đi, ta sẽ bãi can qua. Trong đời làm tướng của ta chưa bao giờ nói đến hai tiếng đầu hàng. Vậy là mi muốn chết. Rồi đời một tên giặc dữ. Vì say mê đuổi giặc, ta đã lạc đường về. À kìa, xa xa có ánh đèn nhà ai leo lét. Ta đến đó xin tạm nghỉ nhờ đêm nay, rồi sáng mai lên đường chẳng muộn. Có ai trong nhà không? Làm ơn cho tôi hỏi thăm. Kính chào quan nhân. Chẳng hay quan nhân là ai, lại lạc vào đây giữa đêm tăm tối mà máu còn đỏ loang giáp trụ. Kính thưa lão bà, tôi là Trạng Nguyên Lục Dân Tiên. Vì mãi say mê đuổi giặc nên lạc lối, định ghé vào đây xin tạm nghỉ nhờ đêm nay, rồi sáng mai lên đường, chẳng hay có được không thưa lão bà? Dạ, xin mời quan trạng vào nhà nghỉ chân. Đội ơn lão bà. À, để già gọi con cháu rót mời quan nhân chén nước. Dạ, đội ơn lão bà. À kìa, quan nhân. Quan nhân nhìn gì mà sững sờ quá vậy? Dạ, thưa lão bà, xin lão bà cho con được biết, chẳng hay bức tranh thờ kia là của ai mà đặt giữa chốn tôn nghiêm? Đó là chồng đưa trao gái của già, ôm bức tranh chồng mà dạng trưng tu tiết. Chắc giờ này nó đang cầu nguyện Phật Quan Âm, dọn lòng dân lễ thành tâm. Xưa có lần đã báo mộng dài tiêu, nên nó chờ ngày chồng vợ được đoàn viên. Dạ, con chắp tay thành thần với lão bà, hãy cho con được diện kiến dung nhan. Dạ được rồi, để già gọi nó bưng nước mời quan trạng. Dạ, kính mời quan trạng. Có phải Kiều Nguyệt Nga đó không? Có phải là Lục Vân Tiên? Nguyệt Nga! Vân Tiên! Nguyệt Nga! Lục Lan! Lục Lan ơi! Đây là sự thật, đôi ta vẫn còn gặp mặt nhau. Em đang mộng mị. Là sự thật chứ không phải là ao mong. Nga ơi, tưởng nước mây muôn dần không còn trông thấy nhau. Ấm cảnh dương trần tôi ngã chia lìa. Trong giấc
mạng để tìm nhau nơi cửu nguyên. Ai nhìn những sợi tóc mây và vui xanh xao vì biến cài trong chất lược. Ta chợt nghe đất trời biển đông sóng dậy xôn xao nức nở giữa đêm nay như chờ mong hôn lễ của đôi mình. Còn gặp nhau đây sao vòng tay héo lạnh khô gầy. Từ buổi em về quê vẫn ăn thân phụ rồi ngày em cống hồi thế thiết như làm sao. Qua bức màn lệ lung linh ta cứ ngỡ chim bao một phút cao trăm ai đã nặng lời đoán thề. Chỉ trách cho ta sao quên lời hẹn ước mà lại đành tâm dân phụ kẻ chung tình. Sương reo vui mà rưng rưng nước mắt. Buồn hay vui khi hành nguyên gặp lại lương sinh. Xin cho lau giọt lệ tình. Bấy lâu em khóc lệ mình ai lao. Dân tiên anh ơi trong những tháng ngày tuyệt vọng, em khóc một mình mặc cho lệ buồn khô trên má trên môi. Em muốn nó thấm vào tim cho đau khổ lên ngôi, cho cây mong đợi đừng héo mòn vì tuyệt vọng. Anh ơi lòng đã nguyện dưới trời cao biển sông. Dưới bức tranh trọn đời em thuộc thủy chuyện ân tình. Ngoài sương mưa mặc cho mưa gió bướm ong, dầu chẳng tiếng sương minh vẫn trọn lòng thiết thật. Sao giây phút gặp nhau giữa lộn đồ tương biệt, trăng đã trao ai thề gửi trọn đời mình. Tiếng trống vang đìa mừng hân hoan, tiếng trống vang đìa gọi dân làng. Tiếng trống vang làng hàng thương nhớ, đợi năm chờ. Bao năm qua dân đời vẫn chờ đón đưa quan về làng yêu mến. Ngày vinh quy bái tổ rỡ ràng. Quạt này là quạt túi quạt chuông. Mừng quang là quang tân trạng, hồi quy đến thăm quê nàng. Là nàng kiều nữ Việt Nga, đầy lòng thương mến của ta. Quạt hồng là quạt thúy quạt chung. Là chung đôi bạn, ngàn sao vẫn không phải lòng. Ngàn đời dư mãi tình chung, ngàn đời